Thưa các bạn, thì hôm nay mình đang đứng ở cái chỗ là rất là đẹp. Đây là con đường, nó gọi là con đường đi bộ ven sông ở sông Tô Lịch. Nói chung đây là một dự án rất là hay của Nhật Bản hỗ trợ chúng ta làm, rất là đẹp. Nhưng mà không hiểu sao thì vẫn có một số người, người ta vẫn dùng những cái phương pháp cổ điển và phương pháp gọi là, có thể nói là, nếu mà trong cộng đồng chúng ta gọi là vô ý thức, đúng không ạ? Vẫn đổ loa vứt rác các thứ ra ngoài mép hẳn bờ sông nhé, mà có lan can rồi, có nghĩa là người ta đã cấm rồi mà họ vẫn tả. Thứ hai là đây là đốt vàng mã, các bạn thấy không, đốt vàng mã này mà làm cho rất là bẩn con đường, mà con đường này là rất là tốn tiền. Đây, người ta còn làm cả cây cối đã trồng cho nó tỉa rất là đẹp, để làm sao để mà cho cái không cảnh không gian rất là đẹp. Đây chuyển quay lại này, cái đường này đi bộ này hay đạp xe, cái đường này gọi đi bộ đạp xe rất là khó đấy. Mà không hiểu sao, nói chung là người dân Việt Nam mình như là sạch quá, họ không sướng thế nhào. Mà đôi khi có những cái việc nó rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là khó chịu, quý vị thấy không? Đấy, bây giờ quý vị nhìn góc kia này thôi, một loạt những cái nhìn là toan nó rác thải. Đấy, rác xây dựng. Nhìn mỗi góc khó chịu. Cái dòng sông này thì phải thật quý vị là bao năm rồi thì Hà Nội cũng mong muốn là cái dòng sông Tô Lịch nó hết mùi. Nói chung là dùng rất nhiều các giải pháp. Và cũng nói là bao nhiêu quan chức dính vào những cái vấn đề liên quan đến dòng sông Tô Lịch này đã bị ngã ngựa. Đấy, liên quan vấn đề làm sạch cái dòng sông này. Nói chung Hà Nội luôn luôn mong muốn là dòng sông này thì trở thành dòng sông du lịch, nhưng mà các bạn nhìn vào nước cứ thải thẳng ra đấy, góc cống như cứ thải thẳng ra, nước thải thì không vào được. Họ đang xây dựng một cái hệ thống gom nước thải hai bên, xong là họ sẽ gọi là lọc, xong đó họ cứ thải ra sông. Nhưng mà để mà hoàn thành dự án này thì mình không biết thế nào. Nói chung là rất nhiều năm nay rồi thì với cái vốn hỗ trợ của Nhật Bản, nhưng mọi người đang thành phố cũng đang dùng hết các phương pháp, các sự để mà các giải pháp để mà làm rồi. Nhưng mà đến bây giờ đứng đây các bạn thấy dòng sông thì mùi thì cũng rất là như thế đó, nhưng mà đục ngầu nhích. Nói chung là đây là bệnh trăm năm bệnh nghìn năm của Hà Nội rồi, liên quan đến vấn đề dòng sông Tô Lịch kè bờ này đủ các thứ rồi. Nhưng mà dự án thì giờ nó thay đổi từng thành phần, nghĩa là mỗi một dự án có một phần, cho nên là lúc mà chỉnh trang ở phần trên ấy, trồng cỏ trồng tiếc làm rất đẹp, thì phần dưới chưa xong thì phần trên chưa xong thì phần dưới đã học, phần dưới mà đã gần xong thì phần trên lại học. Thế tóm lại là nó cũng không đồng bộ lắm, nhưng mà nói cho cùng thì nếu mà so với 20 năm trước thì cả cái đoạn dòng sông Tô Lịch này thì nói thật các bạn là tuyệt đỉnh, nói chung là thay đổi rất là nhiều. Hy vọng rằng là họ sẽ có những cái giải pháp thật sự tuyệt vời và thật sự là dứt điểm để mà cho dòng sông Tô Lịch trở lại từ xưa xanh sạch đẹp, chưa ô nhiễm lắm, quý vị nhìn đục ngầu. Chứ đối với mình hôm nay hai anh em đi thì đi khảo sát thôi, nhưng mà cứ càng đi thì càng thấy bất cập, đành phải ngồi tâm sự và nói chuyện với các bạn thôi, chứ không biết làm nào. Nói chung buồn thì vẫn buồn, nhưng mà chỉ hy vọng thôi. Có thể là nói thẳng với các bạn là hy vọng là những cái tầng lớp sau này là các bạn trẻ, và đặc biệt là các cháu nhỏ, khi họ lớn lên họ được sống trong một môi trường sung sướng sạch sẽ xanh sạch đẹp quen rồi thì họ sẽ có ý thức bảo vệ môi trường hơn, và đặc biệt là ý thức vứt rác ra nơi công cộng và vứt đúng chỗ. Chứ không hiểu cái tình hình này thì nó thật người dọn người phá thì không bao giờ, Dương Béo nói thẳng là không bao giờ là ổn được. Ok, xin chào mọi người. Tiếp tục đây là trên cái trục đường lá. Đây quý vị xem này, cây cối được thấy rất đẹp này. Cây cối đây là người ta đã chỉnh trang rất đẹp. Và bản chất chỗ này chưa chỉnh trang đẹp. Nhưng quý vị nhìn đi. Đến xem cho rằng đây là hiện tượng ý thức. Và mình đã đi hỏi những người mà xung quanh đây, đặc biệt là những cái người xe ôm ấy, thì bảo rằng là chuyên gia đổ buổi trưa vào khoảng buổi trưa đấy, buổi trưa đấy, buổi trưa đấy.